Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ. Hôm nay em giới thiệu cho các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Hilux bán tải, sản xuất 2016, tư nhân một chủ từ đầu. Chiếc Hilux này là chiếc phiên bản 3.0, hai cầu máy dầu số tự động bản G các bác nhé. Thì bên em mới nhập về thì hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh qua để cho các bác cùng được biết về chiếc xe này. Bây giờ em sẽ đi một vòng giới thiệu xe để cho các bác cùng tham quan. Thì các bác nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp em các bác nhé. Và thế về phần đầu xe thì để em cho các bác cùng xem luôn này. Và đèn pha khá là thể thao, có cả đèn led sum ban ngày đây này. Đấy. Mặt ca lăng mạ chrome và logo Toyota khá là to. À, đèn gầm này. Biển Ninh Bình một chủ từ đầu các bác nhé. Về phần đầu xe thì em cũng nói luôn là xe không đâm đụng ngập nước đâu, còn nguyên bản là Z. Hilux form mới khá là đẹp, đối thủ cạnh tranh của Ford Ranger. Và đây là la răng đúc này, mũi thở đây, gương được tích hợp xi nhan tích hợp trên gương này, logo này. Phần sườn xe của các bác xem luôn là không đâm đụng không ngập nước các bác nhé. Vâng, đây là hệ thống bậc cực lên xuống. Xe được trang bị chìa khóa Smart Key để nổ start top các bác nhé. Và đây là chìa khóa của xe này. Chìa khóa của xe khá là đẹp, rất là giống như chiếc xe sang. Vâng, em rất thích chiếc chìa khóa này của Toyota Hilux. Nẹp chân kính mạ chrome này. Về phần trần xe này, còn nguyên bản từ A đến Z, xe lướt mà các bác. Và xe được trang bị nắp thùng kín rồi các bác ạ. Xe khá là đẹp. Xin lựa chọn giữa Ford Ranger và Toyota Hilux thì em chọn Toyota Hilux, bởi vì máy rất là bền, form mới rất là đẹp. Biển Ninh Bình một chủ từ đầu các bác nhé. Các bác nhớ là biển tỉnh của biển Hà Nội như nhau, các bác xem tên đều như nhau, không mất 20 triệu tiền biển đâu. Bản G này. Hồng xe này, các bác cũng chọn hồng xe này. Đèn hậu này. Các bác, lốp sơ cua chưa hạ này. Đấy, gầm sạch bóng luôn. Em đi vào tắp ly cửa lái cho các bác cùng xem này. Thôi phần keo chỉ thì em không cần phải quay các bác nhé, bởi vì là xe em nói luôn là xe mới lắm, do vậy là em không cần phải quay đâu. Và đây là tắp ly cửa sau này, hệ thống lên kính này, mở cửa này. Đấy, loa sau này, để em cho các bác cùng xem này. Mới như vậy các bạn. Chân nỉ này, ghế sau được bọc da màu nâu khá là đẹp. Hệ thống tựa tay này. Đặc biệt chiếc xe này có cả điều hòa hàng ghế sau khá là tiện. Một chiếc xe bán tải nhỏ thôi nhưng mà cũng có cái điều, có cái hệ thống này cũng khá là tốt đấy các bác ạ. Vâng, chân đỉnh. Đây là bấu để lên số xe. Chìa khóa Smart Key các bác nhé. Đây, em quay nhanh cho chị các bác cùng xem này. Đấy, đây là tắp ly cửa lái này. Hệ thống kính tổng này. Và chết này. Đây là một loa nữa này. Và đây cho các bác xem này. Cho các bác xem ốc bản lề nhé. Còn nguyên bản là Z em nói luôn xe lướt mà. Đây là phần nội thất này. Đặc biệt chiếc xe này có ghế chỉnh điện. Thì em sẽ đi vào bên trong nổ máy để cho các bác cùng xem nhé. Đây chìa khóa xe đi này. Đi vào bên trong này. Xe được trang bị đề nổ start top các bác nhé. Rồi các bác nghe thấy động cơ dầu chạy không ạ? Vâng, em mới chỉnh lại ghế lái cho thật sự thoải mái này. Rồi ok, bật điều hòa lên một chút này. Mình sẽ vặn nhỏ đài lại các bác nhé. Rồi tắt luôn ở đây. Rồi ok.
Đây cho các bác xem tổng quan về nội thất chiếc xe nhé. Xe được có cả trang bị gương gập này. Đấy, gương gập điện này. Đây em cho quay qua cho các bác cùng xem nội thất. Vâng, nội thất của Toyota Hilux đời mới khá là đẹp. Vâng. Đây tắp ly này. Ghế da này. Em sẽ quay chi tiết từng phần một các bác nhé. Vâng, về phần vô lăng thì xe cũng sử dụng gần 2 năm thì cũng có độ mòn rồi, nhưng cái này là không đáng kể. Hiện tại chiếc xe này chạy chạy được 3 vạn rưỡi các bác nhá. Vâng. Hệ thống đồng hồ quá đẹp luôn. Rất là thể thao. Em rất thích cái màu xanh bạc đồng hồ như vậy. Vâng, xe được trang bị cả hệ thống đèn tự động. Đây, các bác cùng xem đèn tự động này, auto này. Vâng. Đây là một cửa gió điều hòa này. Một khay để đựng chai nước này. Mặt gương chỉnh điện này. Gương gập tự động này. Chốt cửa này. Trên vô lăng thì được trang bị nút bấm trên vô lăng khá là nhiều. Vâng, và chiếc vô lăng của Toyota Hilux này em rất là thích, bởi vì nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là cân đối. Vâng, còn về phần táp lô thì nhựa giả da các bác ạ. Và một cái đồng hồ trên này nữa, một đồng hồ analog nữa. Về phần giải trí media thì xe vẫn được trang bị đầu CD keo xe. Vâng, cái phần giải trí, cái phần táp lô này rất đẹp. Vâng, để nổ start top này. Đây là cài cầu điện này. Vâng, điều hòa tự động này. Xe được trang bị cả hệ thống chống trơn trượt các bác nhé. Vâng, hai cổng sạc 12V. Vâng. Đặc biệt là xe sử dụng số tự động. Đây, hộp tí tay. Bằng sao? Bằng chân. Đó. Rất đẹp. Vâng, nội thất của chiếc Toyota Hilux này rất đẹp. Em muốn nói lại luôn về thông tin chiếc xe này. Đây là chiếc Toyota Hilux sản xuất 2016, biển tỉnh Ninh Bình, một chủ từ đầu. Chiếc xe này là chiếc bản 3.0, máy dầu, hai cầu, số tự động. Bên em mới nhập về, hiện tại bên em bán với giá là 728 triệu đồng. Thì bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Và có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại 0968 831 280 để các bác được vào xem những chiếc xe khác nữa các bác nhé. Vâng. Thì giá cả em cũng nói luôn, giá là em còn thương lượng. Bác nào thiện chí và có nhu cầu thì alo cho em để nhận giá tốt các bác nhé. Và các bác gọi alo thì em cũng chia sẻ với các bác luôn là các bác vào luôn vấn đề giúp em. Rằng là thôi, cái cách nói chuyện của các bác gọi hỏi xe thì em cũng góp ý vậy thôi, thì nói có gì không đúng thì mong các bác thông cảm. Chẳng hạn ví dụ các bác gọi điện cho em thì các bác hỏi luôn vào vấn đề giúp em là: em ơi, chiếc Toyota Hilux còn không? Một là em bảo là còn, hai em bảo không còn. Bán bao tiền? Đấy, còn về chất lượng thì các bác nói, em nói luôn các bác không, các bác không cần phải hỏi về chất lượng các bác nhá. Em nói luôn là xe đẹp là xe đẹp. Các bác chỉ cần bàn về giá thôi. Bác nào cảm thấy giá mà vào việc rồi, ưng rồi thì các bác alo cho em. Vâng, đấy là cái câu nói góp ý của em thôi, thì có gì không đúng thì mong các bác thông cảm. Vâng. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhá. Và các bác nhớ đăng ký kênh giúp em ạ. Em chào các bác.